Theo thống kê của Bệnh viện Chợ Rẫy, trong 3 ngày từ 30 tháng 12 năm 2023 đến 1 tháng 1 năm 2024, bệnh viện tiếp nhận 815 ca cấp cứu ở nội khoa và ngoại khoa, trong đó có 308 trường hợp ngoại khoa. Trong số các ca cấp cứu, có 139 trường hợp bị tai nạn giao thông, 28 ca tai nạn sinh hoạt, 8 ca bị thương và 10 ca ngộ độc. Cũng trong 3 ngày nghỉ lễ, bệnh viện thực hiện 153 ca phẫu thuật cấp cứu theo chuyên khoa, trung bình 51 ca mỗi ngày. Số ca phẫu thuật nhiều nhất là tại khoa chấn thương chỉnh hình với 35 ca, kế đến là khoa thần kinh với 31 ca, khoa ngoại tiêu hóa 21 ca, tiếp đến là khoa ngoại gan mật tụy, tai mũi họng, lồng ngực, đa chấn thương, tiết niệu và các chuyên khoa khác. Về điều trị nội trú, tính trong 3 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy thống kê có 752 trường hợp nhập viện, trung bình ghi nhận 251 ca một ngày. Tính đến 7 giờ sáng 2 tháng 1, số bệnh nhân đang điều trị tích lũy tại bệnh viện là gần 2.000 trường hợp. Các bệnh nhân đang được điều trị tập trung nhiều nhất ở khoa nội thần kinh, tiếp đến là chấn thương chỉnh hình, nội tiêu hóa, ngoại tiêu hóa, nội phổi. Tổng cộng 3 ngày nghỉ lễ, bệnh viện dùng 415 đơn vị máu, loại đơn vị 350ml để cứu các bệnh nhân. Đến sáng 2 tháng 1, bệnh viện còn hơn 6.800 đơn vị máu. So với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái, số ca bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng 2,8%, số bệnh nhân chuyển mổ cấp cứu giảm 7,8%, số ca tai nạn giao thông giảm 25,3%, số ca tai nạn sinh hoạt giảm 3,4%, tổng số ca phẫu thuật cấp cứu tăng 5,3%. Lượng máu sử dụng cho các ca phẫu thuật trong dịp nghỉ lễ dương lịch 2024 tăng 153,2% so với cùng kỳ năm 2023.